Chào mừng bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đi bầu cử. Bầu trời trong... Theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hỏi: trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh có các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể nào? Trả lời: trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1. Chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 ở các đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội của các ban bầu cử đại biểu quốc hội, tổ bầu cử. 2. Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu quốc hội ở địa phương. 3. Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 ở địa phương. 4 nhận và xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hồ sơ của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở tại địa phương, gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đến ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để tiến hành hiệp thương, gửi hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại địa phương đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 5. Lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo đơn vị bầu cử và báo cáo để Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định. 6. Chỉ đạo kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri. 7. Nhận tài liệu. Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 từ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và phân phối cho các ban bầu cử đại biểu quốc hội, chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2021, 25 ngày trước ngày bầu cử. 8. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội của ban bầu cử đại biểu quốc hội, tổ bầu cử. Khiếu nại tố cáo về bầu cử đại biểu quốc hội do ban bầu cử đại biểu quốc hội, tổ bầu cử chuyển đến khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu quốc hội. 9 nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở địa phương. 10. báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia. 11. chuyển hồ sơ biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đến Hội đồng bầu cử quốc gia. 12. tổ chức việc bầu cử thêm Bầu cử lại đại biểu Quốc hội theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hỏi: Trong việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ủy ban bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể nào? Trả lời: Trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, ủy ban bầu cử ở các cấp có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021 2026, kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. 2. Quản lý và phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình. 3. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương. 4. Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương. 5. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp mình được bầu của mỗi đơn vị bầu cử, đại biểu hội đồng nhân dân tương ứng 6, nhận và xem xét hồ sơ của những người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, thôn, tổ dân phố ở địa phương giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 gửi danh sách trích ngang lý lịch Bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê tài sản, thu nhập của những người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để tiến hành hiệp thương. 7. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Xóa tên người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 khi có các căn cứ theo quy định của pháp luật. 8. Nhận tài liệu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từ Ủy ban nhân dân cung cấp và phân phối cho các ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2021, 25 ngày trước ngày bầu cử. 9. Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị bầu cử do các ban bầu cử gửi đến là biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu của hội đồng nhân dân của cấp mình. 10. Chỉ đạo việc bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu hội đồng nhân dân trong trường hợp cần thiết. 11. Xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026, xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân. 12. Trình hội đồng nhân dân khóa mới ở cấp mình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân cung cấp được bầu. 13. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình, Tổ bầu cử, khiếu nại tố cáo về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình do Ban bầu cử, Tổ bầu cử chuyển đến, khiếu nại tố cáo về người ứng cử, việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. 14 bàn giao các biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 cho Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp khóa mới. Hỏi, người tham gia làm thành viên ban bầu cử này có được đồng thời tham gia kiêm nhiệm thành viên ban bầu cử khác nữa không? Trả lời, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã quy định rõ thành phần tham gia các ban bầu cử phải có đại diện của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tương ứng với từng cấp và một số cơ quan tổ chức hữu quan khác. Luật không quy định thành viên của ban bầu cử đại biểu quốc hội không thể đồng thời là thành viên của ban bầu cử khác mà chỉ có quy định về những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử, trong đó bao gồm các ban bầu cử, nếu là người thuộc danh sách ứng cử tại đơn vị bầu cử thuộc phạm vi phụ trách của ban bầu cử đó. Do đó, tùy tình hình nhân sự và thực tiễn của địa phương, các cơ quan nói trên có thể xem xét phân công người thích hợp tham gia vào các ban bầu cử, bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định của luật. Hỏi, ban bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn nào? Trả lời, ban bầu cử đại biểu Quốc hội, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có chung nhiệm vụ, quyền hạn sau đây. 1. Kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử. 2. Kiểm tra đôn đốc việc lập niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử. 3. chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu. 4. nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các tổ bầu cử chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử. 5. nhận tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các tổ bầu cử, lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử 6. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các tổ bầu cử và khiếu nại tố cáo về bầu cử do các tổ bầu cử chuyển đến, nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội, nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử tương ứng khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 7. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử cung cấp 8. Chuyển hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban bầu cử ở tỉnh Chuyển hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đến Ủy ban bầu cử cung cấp 9. Tổ chức thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại nếu có Hỏi, tổ bầu cử được thành lập như thế nào? Trả lời, tổ bầu cử được thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chậm nhất là ngày 3 tháng 4 năm 2021, 50 ngày trước ngày bầu cử. Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký, và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Hỏi: Tổ bầu cử ở đơn vị vũ trang nhân dân được thành lập như thế nào? Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung khu vực bỏ phiếu thì việc thành lập tổ bầu cử được thực hiện như thế nào? Trả lời: Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng thì chỉ huy đơn vị quyết định thành lập một tổ bầu cử có từ 5 đến 9 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó. Danh sách tổ bầu cử phải được gửi đến ban bầu cử đại biểu quốc hội, ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện có tổ chức bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tại khu vực bỏ phiếu đó và thường trực hội đồng nhân dân, ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đơn vị đóng quân. Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương tổ chức chung thành một khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khủng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện, chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó. Hỏi, việc thành lập tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu riêng khác được thực hiện như thế nào? Trả lời, ngoài đơn vị vũ trang nhân dân như đã nêu tại câu 69, tại các khu vực bỏ phiếu riêng khác như bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà ăn dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, trại tạm giam, quy định tại điểm B và điểm C khoản 3 điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc thành lập tổ bầu cử vẫn do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như đối với các khu vực bỏ phiếu thông thường khác. Hỏi: ở những đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì việc thành lập tổ bầu cử được thực hiện như thế nào? Trả lời: Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện không được chia thành các đơn vị hành chính cấp xã, ví dụ như tại một số huyện đảo, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với thường trực hội đồng nhân dân và ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cung cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội đại diện cử tri ở địa phương. Hỏi tổ bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn nào? Trả lời trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1. phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu; 2. bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; 3. nhận tài liệu và phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân từ các ban bầu cử tương ứng, phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri; 4. thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, tức là từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021. 5. Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. 6. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của tổ bầu cử, nhận và chuyển đến ban bầu cử tương ứng khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân mỗi cấp và các khiếu nại tố cáo khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ bầu cử. 7. Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để gửi đến các ban bầu cử tương ứng. 8. Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu vực bỏ phiếu khi kết thúc việc kiểm phiếu. 9 báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên. 10. Thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại tại khu vực bỏ phiếu nếu có. Hỏi, các tổ chức phụ trách bầu cử hoạt động theo nguyên tắc nào? Trả lời, Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2 phần 3 tổng số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, bao gồm các ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, các tổ bầu cử, hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2 phần 3 tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của hội đồng bầu cử quốc gia, của các ủy ban bầu cử ở các đơn vị hành chính được thông qua và thể hiện dưới hình thức nghị quyết. Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức công việc như thế nào? Trả lời: Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, có quyền trưng tập cán bộ, công chức viên chức của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội giúp việc cho tổ chức phụ trách bầu cử. Theo quyết định của người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử tổ chức quán triệt những nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức phụ trách bầu cử đã được Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định. Các thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử phải được tập huấn đầy đủ các kỹ năng nghiệp vụ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tập huấn đối với các thành viên tổ bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện các công việc theo quy định của luật, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tiến độ về tình hình chuẩn bị, triển khai, thực hiện công tác bầu cử với tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên, trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền. Hỏi, trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào? Trả lời, người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử phân công đồn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn cụ thể Đối với từng thành viên trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm tham gia đầy đủ việc tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, thực hiện công tác bầu cử, nắm vững và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, công tâm, khách quan, trung thực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong ngày bầu cử, các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử phải đeo phù hiệu của tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình